Thì đây là cường lực mà bên em dán cho cái dòng iPhone XS hiện tại của bên em mọi người nhé. Đây là cường lực của hãng VVZ. Cường lực này thì chắc là mọi người ra tiệm dán thì mất khoảng 100.000 mọi người nhé. Bộ sản phẩm thì bao gồm thứ nhất là kính cường lực này. Đấy, mọi người nhìn bộ sản phẩm rất là chất lượng. Đấy, thứ nhất là kính cường lực mọi người nhé. Cường lực này thì dùng nó rất là bền luôn, bảo vệ máy rất là tốt. Đấy, thứ hai là cái này là để lấy bụi khi mà lỡ có bụi vào màn hình mọi người nhé. Tức là mình dán cường lực, trong cái quá trình dán cường lực có thể là có bụi vào trong cái cường lực thì mình có thể dùng cái này để lấy ra. Đấy, tiếp theo là một cái khăn vải. Đây, một cái khăn vải mọi người nhé. Đây là đồ để lau màn hình. Thứ nhất là một khăn vải này. Đấy, thứ hai. Đấy, đây cũng là một cái lấy bụi nữa. Thứ ba đây là một cái khăn lau ướt mọi người nhé, khăn giấy lau ướt. Cái này thì mình sẽ vệ sinh đầu tiên, vệ sinh máy đầu tiên. Ở kính cường lực này thì em chỉ nói là hiện tại thôi mọi người nhé, thì có thể là hàng VVZ này thỉnh thoảng nó hết hàng mọi người, thì bên em vẫn sẽ lấy một cái loại cường lực khác, nhưng mà nó vẫn sẽ chất lượng mọi người nhé. Ban đầu thì mọi người lau cái máy bằng cái khăn ướt này, xong đó thì sẽ lau bằng cái tấm vải khô này. Chung là dán cường lực thì cần phải rất là cẩn thận, nếu mà không thì một chút bụi vào thì nó sẽ làm giảm cái chất lượng. Mình phải nhìn rất là kỹ mọi người, nhìn thật là kỹ xem nó có một chút bụi nào vào không, tại vì trong không khí thì lúc nào nó cũng có bụi mà, thì mình chỉ cần lơ là một chút là có bụi, hạt bụi nó vào rồi. Đấy. Và khi dán thì mình cũng cần phải thao tác nhanh, không có là bụi nó vào. Đấy, xong đó thì mình thứ nhất là mình ngắm cái màng loa, cái điểm ở màng loa nó cần. Thứ hai là ngắm ở cái điểm dưới này này. Đấy. Nếu mà chưa cần thì mình lại phải chỉnh lại. Hơi lệch thì lại phải chỉnh lại. Ở điểm dưới này nó vẫn hơi lệch. Màng loa căn thì nó dễ, nhưng mà cái điểm dưới này nó hơi khó. Tại vì vừa làm vừa quay nên là cũng thao tác nó hơi khó mọi người. Đấy. Xem nào. Đấy, như thế này là cũng cân rồi mọi người, như thế này là cân rồi. Xong đó thì mình lau cái cường lực xem là có cái bụi nào không. Nếu mà có bụi thì mình sẽ lấy cái miếng giấy lấy bụi ra. Đấy, để mà mình lấy cái bụi ra. Ở đây là có một chút tơ này, chút tơ nó vào, tơ vải nó vào. Ở đây cũng có một chút bụi. Đấy, bây giờ mình phải xử lý. Vừa quay vừa làm này nó hơi ngượng tay mọi người thông cảm nhé. Đấy, mình luôn vào đây.
mình luôn vào miếng cường lực, sau đó mình lấy cái minh tơ ra. Đấy, ra rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa, đẹp rồi đúng không? Đấy, chỗ này đẹp rồi. Đấy, chỗ này còn một tí bụi nữa. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ thì em sẽ lấy tiếp ở chỗ này. Chiếc XS này thì của chú Hoàng Đề đặt của bên em, và bên em dán cường lực để cho máy đi. Đấy. Đấy, mọi người nhìn này, dán có đẹp không? Đấy, không có một chút bụi nào. Đấy, quá là đẹp mọi người nhé. Mọi người nhìn màn có đẹp, quá là đẹp luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Em mong là cái video này thì sẽ giúp ích được mọi người. Có một số anh chị thì có thể là tự dán được cường lực cho mình. Đấy. Nói chung là nó cũng đơn giản thôi mọi người. Cái cường lực chất lượng thì dán vào nó rất là đẹp, mà nhìn nó sang trọng, mà nó rất là bền mọi người. Đấy. Quá là đẹp luôn.